các con. Rất vui được gặp lại các con trong hoạt động đánh khéo tay ngày hôm nay. Các con hãy nhìn xem trên bàn của cô có những loại đồ chơi gì. À, đây chính là những chiếc chong chóng, một loại đồ chơi dân gian mà các bạn nhỏ rất là thích. Theo các con thì chong chóng quay được là nhờ vào điều gì? À, đúng rồi, chong chóng quay được là nhờ có gió đấy. Nhưng không có gió, mình sẽ làm gì để chong chóng có thể quay được? Chúng mình hãy cùng xem nhé! Nếu không có gió, các con có thể thổi hoặc cầm chong chóng đứng ở trước quạt đang bật thì chong chóng cũng sẽ quay rất là nhanh đấy. Còn nếu có không gian thì các con hãy cầm chong chóng trên tay và chạy nhé! Như vậy là có rất nhiều cách giúp cho chong chóng có thể quay được phải không các con? Bây giờ chúng mình hãy cùng cô tự làm cho mình một chiếc chong chóng nhé! Để làm được chong chóng thì các con cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: giấy màu, kéo, hồ dán, ống hút, bút chì và thước kẻ. Bây giờ các con hãy cùng chú ý xem cô thực hiện nhé! Vậy là cô Hương đã làm xong chiếc chong chóng này rồi.
Bây giờ chúng mình cùng chơi với trong chóng nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con sẽ thành công với sản phẩm của mình. Cô tạm biệt các con.